phải nói là bởi vì ai ưa nói Bạch Tuyết điệu, nhờ điệu mới ca được vậy đó. Không điệu là mất hơi hết rồi. Nhỏ ở đây mấy tháng mình tự kêu bằng chị. Em chào chị Hiền. Trẻ đều. Tôi xin hát tặng mấy cô chú bài Riêng Một Góc Trời ạ. Hát sảy. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ, mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát hiu tình tôi. Người vui bên ấy xót xa nơi này, thương hình dáng ai. Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Người yêu dấu hơi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu. Tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc giã rời, người ơi. Dạ, xin cảm ơn chú. Wow. Xuất sắc. Xứng đáng là đáng. Dạ, xuất sắc. Cảm ơn con. Ở Tuyết ca đi, lâu lâu Tuyết mới qua đây làm Tuyết ca đi. Hiền ca trước đi. Biết nói gì đây ngoài hai tiếng cảm ơn. Là nghệ sĩ thì chỉ có lời ca tiếng hát. Xin dâng lên những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm cùng quý bác sĩ, để những khi đi cứu người trên đường xa thiên lý, bài vọng cổ văn chương mộc mạc bằng tất cả tình thương của người nghệ sĩ chân thành. Xin cầu chúc cho các vị ân nhân được vạn sự yên lành. Ơi đẹp làm sao những trái tim bác ai, có phải vì thương người như thể thương thân. Qua đồng bằng, qua núi, qua sông, vậy mà chân cứ bước chứ không hề ngơi nghỉ. Lòng cao quý đó biết nói sao cho hết, nên tôi viết bài ca xin dâng tặng làm quà. Hết. Nghe không? Ý nghĩa ghê không? Bởi vì cái này là mới sáng tác luôn hay sao? Dạ. Mới viết. Mới viết luôn. Wow, mới viết cách năm nay à. Dạ. Dạ, viết nhiều bài hay lắm đó con. Con cũng mới lên mạng con sợ. Dạ, rất nhiều bài hay. Hay ý nghĩa luôn nữa. Mời cái năm xanh của tôi ra đặng chi gì không biết nữa. Này là hai người cùng sinh cùng năm. Cô với cô Diệu Hiền á. Nhưng mà bà chị này bà khôn bà ra trước. Cho nên mình cùng một năm mà tự nhiên cái mình phải kêu bằng chị. Thấy chưa? Đó. Mà danh là đệ nhất đào bỏ của sân khấu cải lương Việt Nam. Người duy nhất trong cải lương trăm năm nó ca dứt câu thứ hai mà khán giả vỗ tay. Người ta xuống dùng cổ vỗ tay là chuyện bình thường, con thấy không? Ở đây dứt câu hai mà vỗ tay. Hồi xưa á, cô chọc á, cô nói trời ca dùng cổ mà có bồi ghê. Nhịp là nhịp thần sầu nha con nha. Tức là mấy quý vị này là nhịp không thể tưởng tượng. Còn bên nam thì có ông Minh Dương, ông Thanh Tuấn, vừa đờn vừa ca bằng đờn guitar luôn.
mà mấy người mà đờn ca kiểu đó, đó là nhịp con không cách gì mà có thể phá cho họ rớt được. Hai đứa nó biết đờn hết đó Tuyết. Dạ đó, mà đờn hay á, đờn cho người ta ca được á con. Chí Tâm đờn còn hay nữa, Chí Tâm đờn 5-6 cây. Tình cô với cô Hiền đó là một cái tình bạn là 60 năm hả Hiền? Ờ, 60 năm. 60 năm. 60 năm đời dâu biển mà mặt không đổi sắc. Đấy, tức là người thân nhất trong nghề cô. Hai đứa đi chơi với nhau năm hai đứa mình đều là 17 hết. 17 hay 16? 17. 17 hết. 17. Về thống nhất là 17. Tập tuồng mà đi coi cine lén đó con Phi. Cái bị bắt, bị má bảy bắt gặp. Hồi đó thì mấy cái đoàn lớn là ở Sài Gòn. Sài Gòn có rạp Hưng Đạo, rạp Nguyễn Văn Hảo, Thành Sương. Rồi nhỏ đời nhỏ nhỏ chút là rạp Thành Sương. Rồi nhỏ chút nữa là rạp Kim Châu. Rồi còn cái rạp mà ở Cao Thắng là gì tao quên rồi. Đại Đồng. Hồi xưa mỗi một quận là có một hai cái nhà gọi là nhà hát rất là khang trang để dành cho cái lương hát. Cái sân khấu của họ đó con cách đây mấy trăm năm, nhưng mà nó 3 tầng trên cái sân, trong cái sân khấu á, tức là cái tầng dưới hầm, tầng trên còn một cái lầu nữa. Mà cho nên là khi mà con thấy đổi những cái cảnh, mà những cái đại cảnh đó có một phút một, tức là cái máy này chạy qua cái kia đảo lên mọi bỏ xuống này dạt ra, tức là có những cái vở mà lúc mà cô ở Anh á, cô làm cái Luận Án Tiến Sĩ đó, cô phải đi coi một cái vở đến 4 lần để mình coi cái dựng á. Dạ, rồi ở đó mình được một cái vé của cái Viện Hàn Lâm đó, là con được quyền vô hậu trường ở, chứ còn người khác không có ai được vô đâu con. Tại vì nó tới cái mùa nó mới đi coi nhà hát, mà con mặc thật đẹp nha, tức là con mang đôi giày tuyết đi, rồi cái mang đồ tuyết đi tới nhà hát, có chỗ cho con để giày ở chỗ đó để cho con thay đồ thật đẹp thì con mới bước vô trong nhà hát. Mà cái nghệ sĩ bên đó nó quý hoàng lắm, quý hoàng hơn cái nghệ sĩ mà hơn là cái các người đóng phim á. Cái phim thì con biết là một vé là 20 đồng, 30 đồng, phim bông tấn á. Còn vé mà con đi coi sân khấu là 120, 200, có những ngôi sao con đi xem là 1,200 một vé. Cho nên đó là khi con vô đó là con biết sao, nếu mình đi trễ 5 phút á là mình ngồi đó mình chơi, mình đợi tới chừng khi ăn trắc á mình mới được mời vô. Giờ nghe mày ru đi, hay hơn, dễ chịu hơn, gần gũi hơn, đúng không? Ai đó từ nơi xa nhớ về quê thăm bến đò năm xưa, để tre đâu làng bờ lâu xanh xanh thăm giọt mưa, nơi có mẹ đang trông ngóng ngày mong đêm bay sắp về chưa. Hơi hơi ru hơi hò sang xe quang liêu quang liêu, suốt một đời mẹ trông ngóng con, tóc trắng mây trời muối nhạt màu son, con vẫn còn mãi mê nơi chốn xa, để mẹ già đêm heo ngày hôn, chim xa rừng còn nhớ nước nhớ non, người lìa xứ sở còn thương cây nhớ cội, hoa tím lục bình sông quê mùa nước nổi, quê hương mãi muôn đời trong trái tim con. À. Đó. Dạ. Tới nè. Dạ. 80 tuổi nè, ca gì đó, ca không đờn, không gì hết trơn hết trời, không piro, không gì hết, mà là cái hơi thật. Phải nói là bởi vì ai ưa nói Bạch Tuyết điệu, nhờ điệu mới ca được vậy đó. Không điệu là mất hơi hết rồi. Con thấy ca mà cũng điệu nữa, đúng không? Nhưng mà nhờ cái điệu Bạch Tuyết mới có được cái hơi đó. Không biết cha sanh mày đẻ ra cái kiểu gì mình, mà mình làm gì đâu nó mình điệu. Cái vụ đó đâu phải mình con ha. Con ăn vàng quá. Ăn vàng. Con nhớ cái Thi Hoa Hậu không? Dạ tôi giật mình. Giới thiệu này kia đàng hoàng đó. Con nhớ không? Ây da.
Ai? Hoa hậu, Thi Hoa hậu. Mỗi người phải nói cái quê của mình á. Mà nói là kéo dài. Mà mấy người đó được đạo diễn biểu là phải kéo dài mà phải la lớn lên vậy đó. Trời. Thí dụ là giới thiệu là nghệ sĩ Bạch Tuyết An Giang. Dạ. Hết điệu rồi, cũng phải là hết điệu. Thì có không? Dạ. Không, tại vì có cái hoa hậu đó, tôi đến từ Việt Nam. Đó. Cái này giới thiệu tên này cái đàng hoàng tử tế là Việt Nam. Lớn lên. Mà người nào la lớn mà được chú ý nhiều đó, điểm nhiều quá vậy. Vậy đó hả? Thì á mới nói gì không, đó. Không, cả nhảy lương mà đứng lên đó la là chắc thắng rồi. Ai mà nổi. Dữ quá. Tại vì mình có học đài từ á, con biết không? Ừ. Nhưng mà làm sao cả lương có thể kéo cái hơi nó dài. Trời ơi, con phải tập. Đâu có cái gì mà không tập. Người ta tưởng đâu là cải lương là tất nhiên cải lương nó có một cái đặc thù rất ngộ. Con có thể ngồi cao mình con trên lưng trâu. Con có thể ngồi cao mình con ở Bến Bắc ở cầu Mỹ Thuận. Nhưng mà nếu con đưa nó vô trong nhà hát mà dữ dội đó thì nó cực kỳ hàn lâm. Dạ, tức là đó là một cái loại hình nghệ thuật rất đặc biệt của ông cha mình mà sản sinh ra 100 năm nay để chi con biết không? Chống tay mà tay không bắt. Tay còn rước qua bên tay hát nữa đó. Ừ, ông bà mình hay lắm. Ừ, chứ còn hồi xưa sân khấu mình con nhớ là chèo nha, xoay chung quanh vậy nè, chèo lên trên núi mà mọi người chung quanh. Cái đó là cái văn hóa Việt con à, là vì á vuông dứt hay là oval gì đó con vô có cái trước cái sau, nhưng mà cái tròn đó thì con làm quan cứ làm quan đi, làm dân cứ làm dân đi, nhưng thưởng thức nghệ thuật ai cũng bằng nhau, không có số một, không có số một ngàn, con thấy chưa? Cho nên là cô mà nghiên cứu về văn hóa Việt, cô thấy tại sao mình ở chiếu à, mà mình vẫn ở đàng hoàng bên cạnh thằng thấy ghê không? Đúng không? Mà mình không vô sao đi chị Thẩm, vô đi. Là bởi vì cái văn hóa của vô mình là văn hóa mở. Còn chị vô hầu đi, như đâu. Tất cả các nền văn hóa trên thế giới đều đóng. Mà con đóng thì nó sẽ tới ngày nó hoại và con bị thiệt thòi. Còn con nhớ rằng cái nhà hát mà của thời cổ đại đó con nhớ. Nhà hát của cổ đại Hy Lạp á, nó tròn. Đó, nó tròn. Lên bây giờ mình mới hiểu tại sao rồi mà cái nhân loại ngày xưa người ta khôn như thế. Trong thao tù nước động thì cái cá chết mà cái dòng suối nó chảy xuyên suốt nước mới. Quá đúng, con thấy con sông không? Đúng rồi, sông. Nước là làm gì người ta cũng làm con sông phải không? Tắm này, giặt nè, rửa nè, mọi thứ. Nhưng mà nước ao đó, nước ao, con tắm là con bệnh. Rồi, xin phép nha. Em vô với Hiền tí xíu nha. Rồi. Nha. Trời ơi, còn bài bản kia nãy giờ nằm đó nghe mình ca nè. Do bởi vậy? Hạnh phúc, hạnh phúc thấy không? Đấy hả?